Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh tiếp tục sẽ giới thiệu đến quý vị cái dòng sản phẩm. Và mình nghĩ rằng đây là một trong những cái sản phẩm khá là hay. Và giá cả thì khá là rẻ. So với rất nhiều những cái sản phẩm mà Nguyễn Khánh đã làm video để chia sẻ với quý vị. Thì hôm nay mình sẽ chi tiết cái sản phẩm này cho quý vị xem này. Thì đây là dòng sản phẩm ốp tường quý vị nhé. Ốp tường, ốp trần. Và cái điều đặc biệt của nó là gì? Nó có thể sử dụng ở trong nhà và ngoài trời. Đấy, cái hay của nó là nó áp dụng được cả trong nhà và ngoài trời. Và công dụng của nó là gì? Ốp tường, ốp trần hay là trang trí tạo điểm nhấn. Đấy. Thì sản phẩm này có khả năng gì? Thứ nhất là chống nóng, cách âm, cách nhiệt và tiêu âm. Đấy. Sản phẩm thì không sợ mối mọt, các sản phẩm khác về nhựa cũng vậy thôi, không sợ mối mọt và không sợ ẩm ướt quý vị nhé. Thì đối với dòng sản phẩm này thì hiện tại đang mình thấy nó khá là hay. Nó hay hơn xây tất cả những cái sản phẩm khác mình làm rất là nhiều quý vị nhé. Thì đây là cái hình mình ghép thử cho quý vị xem này. Đấy, cũng thi công rất là dễ. Và ở giữa này nó có khoảng trống giữa này. Đấy. Thì cái sản phẩm này á, thì cái công năng của nó thì mình cũng giới thiệu sơ như vậy cho quý vị biết. Và cái kích thước của cái tấm này như nào. Thứ nhất là nó có chiều rộng này quý vị này. Chiều rộng của cái tấm này này là 10cm. Độ dày là 1/6 và chiều dài một cây của nó là 2m9 quý vị nhé. Đấy. Và nó có rất là nhiều màu. Thì như hiện tại thì nó đang có hai loại vân quý vị nhé. Một là loại vân sần quý vị này. Cái vân sần quý vị thấy không? Đây là vân sần. Loại thứ hai. Thứ hai là vân trơn quý vị này. Đây, vân trơn. Đấy, nó có hai loại. Quý vị thấy không? Vân sần và vân trơn. Thì giờ mình đi chi tiết các cái màu vân sần cho quý vị xem. Đây, tất cả các cái màu vân sần này, quý vị xem nhé. Đấy, để quý vị xem cái sản phẩm nào ưng ý thì quý vị lựa chọn. Đấy, nó hay một cái là này, áp dụng cho được cả trong nhà và ngoài trời. Đấy, trong nhà thì dễ rồi. Quý vị thích ốp ở đâu quý vị ốp rồi. Nhưng đối với ngoài trời thì không phải là quý vị ốp trực tiếp ở ngoài mưa nắng. Quý vị lưu ý cái này này, không ốp trực tiếp ở ngoài mưa nắng mà ốp ở dưới những lớp, ví dụ như là dưới lớp tôn, dưới lớp kính và dưới những cái lớp tường, hoặc là có nghĩa là nó có một cái bề mặt gì chống mưa rồi thì chúng ta bắt đầu mới ốp cái này bên ngoài. Hoặc là quý vị ốp ở cái mặt tiền, cái lan can đằng trước đó. Đấy. Nó giống như cái trần hoặc cái lan can đằng trước mà quý vị ốp đó. Đó. Chứ không phải là gì, chứ không phải là ốp trực tiếp ở dưới mưa nắng lâu ngày quý vị nha. Trực tiếp ốp ở dưới mưa nắng lâu ngày thì mình đã có video giới thiệu cái sản phẩm này rồi. Còn sản phẩm này là ốp nhưng mà ốp ngoài trời nhưng mà không trực tiếp với lại mưa nắng quý vị nha. Không trực tiếp với mưa nắng. Thì quý vị có thể là sử dụng nước vòi xịt các thứ bình thường quý vị nha. Xịt rửa bình thường. Lâu ngày ví dụ mưa nó có tạt vô hoặc nắng nó có chiếu vô. À, thì vẫn không ảnh hưởng gì. Nhưng mà không có nằm trực tiếp ở ngoài mưa nắng quanh năm suốt tháng ở ngoài thì không được quý vị nha. Đó. Thì quý vị lưu ý cho mình cái sản phẩm này. Còn lại ốp trong nhà thì khỏi bàn rồi quý vị nha. Thì cũng như các cái video khác đó, thì mình có giới thiệu về cái dòng ốp chuyên ở trong nhà đó quý vị nha. Thì ở trong nhà mà ốp đó, thường thường quý vị thấy không? Ở cái vân gỗ này này. Cái vân gỗ này là người ta dùng một cái màng. Cái màng vân gỗ người ta dán lên đây quý vị không? Màng vân gỗ dán lên đây. Thì cái đó là không ốp được ở bên ngoài rồi. Lâu ngày nó sẽ bị nóng hoặc là bị mưa thì cái lớp da đó nó sẽ bị bong tróc. Còn đối với sản phẩm này là lớp vân gỗ tạo lên bề mặt trực tiếp lên cái tấm này luôn. Các bạn không? Tạo trực tiếp lên cái lớp này, lên cái gỗ này. Nên là cho dù mưa nắng thì nó cũng không có sợ bong cái lớp vân gỗ này. Quý vị lưu ý nhé. Nhưng nếu mà ở ngoài trời mưa nắng thường xuyên đó, tiếp xúc trực tiếp đó, thì chắc chắn rằng nó sẽ bị phai màu.
theo như mình đánh giá sản phẩm thì sẽ bị phai màu. Cho nên nếu như quý vị nào muốn trực tiếp ốp ở ngoài tường, ở phía ngoài mà để chống nóng hoặc là chống bị ẩm ướt nhà đó, thì chúng ta phải sử dụng một lớp sơn để bảo vệ cái lớp gỗ này quý vị nhé. Đây là mình khuyên cáo quý vị là không nên ốp trực tiếp ở ngoài trời, mà cái này ốp ở dưới ví dụ như những cái nhà tiền chế hoặc những cái mái hiên mặt tiền đấy. Đặc biệt là vấn đề ở dưới cái mặt tiền bây giờ người ta trang trí cái này rất là nhiều, ở dưới những cái mái tôn hoặc dưới những cái giật cấp đó, người ta hay trang trí điểm nhấn như thế này đấy. Thì đây là những cái màu này vân gỗ quý vị này, quý vị nhá, màu vân gỗ đây đó. Và cái này thì thi công cũng dễ thôi quý vị nhá, cũng bắt vít trực tiếp lên các cái khung sắt, rồi nó có thêm cái ke, rồi các cái phụ kiện như là nẹp V quý vị nhá, nẹp V nẹp kết thúc đầy đủ luôn đó. Thì quý vị hãy kết bạn Zalo với mình, số điện thoại 0948743274 để mình sẽ gửi chi tiết các cái màu hay là cũng như là mẫu mã cho quý vị tham khảo nha. Đây, khi ghép lên là như này quý vị này nha, ghép lên là sẽ như thế này. Đấy, nó có một cái đường dây ở giữa này, giữa hai cái tấm này nó có một cái khe này, tấm ốp giống như là hẻm V đó quý vị nhá. Đấy, ốp lên là như vậy, tất cả như vậy, cùng một kích thước quý vị nhá. Màu thì mình thấy khá là đẹp mà giá thì lại rẻ quý vị nhá. Cái quan trọng là rẻ, ốp ở ngoài được mà giá rẻ, mà mình có thể sử dụng, nói chung là sử dụng như vậy là quá ok rồi. Mình có thể sử dụng ở trong nhà và ngoài trời được là khá là ok. Còn cái sản phẩm mấy sản phẩm bước trước thì mình làm đa số nó ở trong nhà thôi quý vị nhá. Đó, đây là những cái màu về vân gỗ quý vị nhá. Đó, quý vị xem chi tiết các cái màu vân gỗ. Đấy, rồi ok. Còn tiếp theo bây giờ là cái màu này là màu vân trơn quý vị này, màu vân trơn quý vị nhá, cũng y chang như vậy nhưng mà vân trơn. Kích thước thì nó na ná nhau, giống nhau, có một số thanh thì nó rộng hơn một chút xíu 12, nhưng mà về tư quy ra mét vuông thì nó như nhau quý vị nhá, thấy không? Đó, cái này của cái này đây. Và các cái màu lên rất là, thì hiện tại sản phẩm là mình giao hàng toàn quốc quý vị nhá, giao hàng toàn quốc. Còn về cái giá đó, quý vị hãy kết bạn Zalo với mình với số này quý vị này, số này 0948743274, mình sẽ có cái báo giá chi tiết và cũng gửi hình ảnh chi tiết để cho quý vị tham khảo. Ok, quý vị xem màu chi tiết để quý vị lựa chọn cho mình những cái màu nào ưng ý nhất quý vị nhé. Đó, giao hàng toàn quốc. Và đây là một trong những sản phẩm mình đánh giá là nó là rẻ nhất của tấm ốp, mà nó lại có công năng cả ở trong nhà lẫn ngoài quý vị nhá. Đấy, thì cái vân gỗ này này quý vị, cái vân gỗ này là vân mịn này quý vị, nó không có sần lên quý vị nhá, quý vị nhìn thấy không, nó mịn láng luôn đấy, nó bóng láng luôn đấy. Còn cái mẫu này này, cái mẫu này thì nó lại là vân, cũng là vân gỗ nhưng mà nó lại gì, nó lại sần lên quý vị đấy, cũng là vân gỗ nhưng mà nó sần, quý vị thấy không, hai cái khác nhau nhá quý vị nhá, một cái bóng một cái sần. Thì thực sự ra đó, cái gỗ này là gỗ tạo trên cái bề mặt của cái tấm này, nên là thực sự ra cái gỗ này thì cái màu của nó không được như là màu gỗ tự nhiên quý vị nhá. Màu gỗ này thì nó không đẹp như màu gỗ tự nhiên, nhưng mà mình thấy đối với giá này, sản phẩm như này là ok lắm rồi, đẹp lắm rồi quý vị nhá, quý vị nhá. Đấy, thì đó mình lên chi tiết tất cả các cái màu, còn giá cả thì mình sẽ báo trên Zalo quý vị nhá. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem video, quý vị nhớ cho mình xin một nút like, cũng chia sẻ video, đặc biệt hãy theo dõi kênh để mình sẽ cập nhật những sản phẩm, những cái mẫu mới nhất để cho quý vị tham khảo quý vị nha. Thì trước mắt thì quý vị có thể là không dùng tới, không mua, nhưng mà quý vị hãy xem để biết được cái sản phẩm bây giờ nó đa dạng như vậy. Đấy, rồi một ngày nào đó quý vị có thể quan tâm thì quý vị có thể tham khảo về sản phẩm, rồi quý vị có thể mua bất cứ đâu quý vị nhá. Ok, video ngày hôm nay mình dừng tới đây, cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem video trong cái lúc tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp thế này. Mình xin chúc toàn thể quý vị luôn luôn bình an, mạnh khỏe và cùng chung tay các cái cơ quan ban ngành nhà nước để đẩy lùi cái dịch bệnh đi quý vị nha, để chúng ta cùng ổn định trong vấn đề cuộc sống. À, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.